là món đồ giá rẻ luôn có trong túi sách của Rose Blackpink. Rose Blackpink gần đây đã chia sẻ về một số vật dụng thiết yếu có giá cả vô cùng phải chăng mà cô ấy thường xuyên mang theo bên mình. Blackpink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn Quốc hiện nay và do đó lịch trình của họ có thể vô cùng bận rộn mỗi ngày. Từ việc biểu diễn ở những sân khấu cháy vé trên toàn thế giới đến xuất hiện tại các sự kiện thời trang hot nhất hay thường xuyên có mặt ở các sân bay. Do lịch trình vòng quanh thế giới, hầu như không có một ngày buồn tẻ nào trong cuộc sống của các thành viên Blackpink. Mặc dù họ sống một cuộc sống bận rộn nhưng các thành viên đều được biết đến và yêu mến vì sự khiêm tốn. Rose Blackpink gần đây đã chia sẻ về một số vật dụng thiết yếu có giá cả vô cùng phải chăng mà cô ấy thường xuyên sử dụng trong chiếc túi Saint Laurent của mình. Đây cũng là một thương hiệu mà nữ ca sĩ là đại sứ thương hiệu toàn cầu, điều này đã chứng minh một cách đáng yêu rằng, theo một cách nào đó, dù nổi tiếng toàn thế giới nhưng Rose Blackpink vẫn có nhiều điểm giống như chúng ta. Giấy thấm dầu. Là người nổi tiếng của công chúng, Rose thừa nhận mình luôn phải đối diện với việc có thể sẽ được hàng trăm người chụp ảnh mỗi khi ra ngoài. Để sẵn sàng, cô ấy mang sẽ theo giấy thấm dầu để hút dầu và làm mờ vết thâm trên da mặt. Kim băng. Rose cũng chuẩn bị sẵn sàng cho các sự cố trong tủ quần áo với bộ sưu tập kim băng mà cô luôn để trong túi sách. Nó giúp làm cho bất kỳ bộ quần áo nào mà nữ ca sĩ mua trông có vẻ vừa vặn, chắc chắn hơn đặc biệt là khi cô ấy mua những chiếc quần có size rộng. Miếng dán mụn. Cùng với miếng giấy thấm dầu của mình, Rose luôn sẵn sàng chụp ảnh bằng cách mang theo miếng dán mụn. Cô ấy vui vẻ chia sẻ rằng mình đã rất nóng lòng đặt mua khi tìm thấy món đồ này trên mạng và chúng khiến việc bị nổi mụn trở nên thú vị hơn một chút. Gói gia vị. Nếu thức ăn không đủ cay, Rose đã sẵn sàng. Cô hài hước tiết lộ rằng mình đã lấy các gói gia vị từ mì ramen cực cay và giữ chúng trong ví để thêm vào mọi thứ. Tai nghe. Với việc tai nghe không dây ngày càng phổ biến, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng Rose đã không tham gia vào xu hướng này. Thay vào đó, cô ấy thích tai nghe có dây hơn. Rose giữ tai nghe của mình trong một chiếc hộp được kẹp vào ví mà cô ấy nhất định phải có trong túi xách mọi lúc.